Sơn đỏ xin kính chào các bác nhé. Thì đúng như cái tiêu đề, hôm nay em làm một clip để muốn nói tới cái chuyện mà chúng ta đã hiện tại bây giờ đã bị rất nhiều cơ sở họ bán hàng và họ nói không thiếu thiếu trung thực các bác nhé. Thiếu trung thực để cho chúng ta những người mua hàng, những người thiếu hiểu biết bỏ ra một số tiền lớn mà mất tiền oan, chúng ta không hề sử dụng được một cái gì cả. Đó là chúng tiện chúng ta đi mua vàng số các bác nhé. Cái tâm lý bây giờ mấy hôm nay em gặp rất là nhiều cái bình luận, thực sự những người nói người ta gọi cho em thực sự bảo là tôi mua đến cái vàng này là vàng thứ tư thứ năm rồi, bây giờ ông chọn tôi cái vàng nào mắc tiền nhất để cho nó hay hay hơn, bây giờ tôi bỏ ra 4-5 triệu cũng không được hay, bây giờ ông chọn tôi cái vàng thật hay. Thì em thực sự là em rất là buồn, nghe cậu những câu đó em rất rất là buồn luôn. Hay là đại loại những cái câu bảo là bây giờ tôi đi mua những chỗ người ta bảo là người ta cài sẵn hết cho tôi hết rồi, tôi về tôi cắm, tại sao ông lại bảo là ông không cài được cái tôi đấy, hay đại loại là như vậy. Thì em hôm nay em làm cái clip để so sánh, em nói cho các bác hiểu này, tại sao mà chúng em nói các bác ạ, em luôn luôn nói cho các bác rõ rất là rõ ràng cái vàng số đó. Nếu trên đời này cái thằng nào nó nói em bảo cho các bác là tôi cài hay được, cắm van loa nào cũng hay được, mang về nhà bác đi cắm cái nào cũng hay, cứ hát vậy mà hát thôi, cái thằng mắc dạy hết, đó là những thằng nói láo, chúng ta đừng bao giờ cho tin. Vì sao em nói vậy, em sẽ cho các bác dẫn chứng, các bác tận rõ tí em, các bác đợi em một chút thôi, em sẽ dẫn chứng cho các bác xem. Đài em bán đến ngày hôm nay em chưa bao giờ em nói ra mỗi một cái vàng này em bán ra là em bảo là tôi cào sẵn cho các bác rồi, cứ về cắm mà dùng, không bao giờ không hay cả, tôi cam kết hay. Đài em chưa bao giờ dám nói câu đó, chưa bao giờ em nói các bác nha. Em chỉ dám nói các bác này, em sẽ cài cho các bác ở mức độ nó là tầm 60 đến 70%, nếu mà không may mấy cái loa nhà em nó trùng với cái loa nhà bác á thì có lẽ được 80% là tối đa, thì chắc chắn các bác muốn hay các bác phải cài lại thì nó mới hay được. Còn nếu các bác không cài thì cái vàng nó chỉ là việc ở tầm 6-70%, 80% những cái gì mà nó làm được. Đấy. Chứ còn những thằng nào mà hắn bảo là tôi cài cái này nó đảm bảo các ông về cắm là hay. Em thật với bác có những người nha, người ta ngu luôn. Em nói thật hơi, em nói hơi nói vậy hơi các bác đừng chửi em, thực sự các bác quá là không biết tìm hiểu. Các bác đi mua vàng nó cứ giới thiệu những cái vàng mắc tiền 4-5 triệu làm gì. Nó một cái cài vàng mắc tiền càng hay. Đó là một cái sai lầm lớn các anh. Em nói như thế này các bác được hiểu này, các bác bỏ nhiều tiền bác mua bác cưới một con vợ đẹp về bác không biết trang điểm cho nó thành một con vợ xấu, đúng không ạ? Bác bỏ một ít tiền bác mua con vợ xấu về bác cho nó son phấn đàng hoàng nó thành con vợ đẹp. Đấy, em một ý em muốn nói vậy, những người chưa biết dùng vàng chúng ta nên dùng những con vàng vừa tiền thôi, những con vàng vừa tiền như thế này chẳng hạn, hay là những con vàng tan, hay những con vàng DMX, hay những con vàng CB Altic VF1, nhớ những con vàng rất là dễ chải dễ cài và ai cũng làm chủ được con vàng đó. Các bác những con vàng rẻ tiền, các bác làm chủ con vàng nhá, nó hay gấp chục lần cái con vàng mắc tiền. Chứ đừng có hàm mà đi mua vàng mắc tiền làm gì? Nào là CISO rồi, nào là D4, D6, D8 đây quân khỉ X5, X6, trong khi các bác biết quái gì về vàng số đâu. Các bác mua về để làm gì? Người ta chỉ cài cho các bác ở mức độ 60%, ở chỗ bác có thợ cài không? Cho nói bác cái thợ mà cài âm thanh nhá. Cho nói bác đến như đầu ngón tay, cả cái tỉnh đôi khi được một hai người, các bác không tìm được nó để mà các bác không quen biết, bác không tìm được nó đâu, các bác nhờ đến cài đâu. Còn những cái người sửa nha, ta biết sửa chứ người ta không bao giờ biết cài. Bác đừng hiểu bảo là thợ sửa là nó biết cài bằng số, nó biết sửa làm gì, nó biết về âm thanh, cái kỹ thuật âm thanh nó khác hoàn toàn các bác nha. Người thợ âm thanh nó khác hoàn toàn với người thợ sửa chữa, đấy các bác phải hiểu vậy. Nên một con vàng số các bác mà không tìm hiểu, các bác không cài được thì vứt đi. Em luôn luôn nói với những người mua hàng với em á, các bác biết dùng vàng số thì các bác hãy mua. Nếu các bác chưa biết dùng mà các bác muốn dùng vàng số thì các bác mua những cái vàng vừa tiền thôi. Thứ nhất vừa học hành, vừa chúng ta mộc mạch, nó chẳng đáng mấy tiền cả. Thứ hai ấy, là nó dễ thì chúng ta làm chủ được con vàng. Chứ còn nhiều người cái chưa lần đầu tiên mua con vàng số cứ đâm đầu vào mua con vàng mắc tiền 4-5 triệu. Em nói các bác nhé, con vàng càng mắc tiền bao nhiêu thì nó càng khó chỉnh bao nhiêu. Bởi vì sao? Đơn giản một cái thôi, nó càng mắc tiền thì nó chỉnh được càng chi tiết, nó càng chi tiết thì nó phải khó. Cái gì nó càng chi tiết nó càng khó. Nhưng những con vàng như thế này thì nó là mức độ chi tiết nó rất là thấp thì đương nhiên nó sẽ dễ tiền hơn, đúng không ạ? Chúng ta dễ cài hơn. Còn chúng ta cứ đi mua những con vàng 4-5 triệu 6-7 triệu làm gì, trong khi chúng ta về chúng ta không cài con vàng đó, nó còn thu cái âm ly bộ đất cũ Nhật Tảo làm thu sao luôn đấy. Đây bây giờ em chứng minh cho các bác này, hiện tại em đang cài một cái cấu hình nhá, và em sẽ mở nhạc cho bác nghe này, lát em sẽ mở nhạc, lát em một mic nữa, bây giờ em sẽ mở nhạc nhá. Đây em sẽ mở hai kênh đây. Bây giờ em sẽ mở cái lò bên này trước, đây là một chiếc lò phun, đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ mở này, cùng một cấu hình nhá, em không hề cắm khác nhá. Đây này, đây xuống đáy này,
ra hai loa nhá. Đấy, bây giờ em sẽ mở cho các bác nghe này. Vì sao mà chúng ta đã bị lừa này? Em sẽ mở cái bên này trước là cái kênh bên này đúng không ạ? Cái loa nghe bác nghe nhạc nhá. Đây là một chữ là full và chúng ta thấy nghe test mạnh chưa? Test rất là mạnh đúng không ạ? Bắt ok rồi. Và chúng ta bắt nhìn này, em cũng có hình này, em mở cái loa bên này các bác nghe nhá. Đây là một chữ là thường. Tập giấy, 4 test đồng hoàng nhá. 4 test nhá. Các bác nghe này. Nó có ra cái gì các bác? Nó chẳng ra cái trò gì cả, nó chẳng có tí test nào cả. Đấy, nó chẳng có tí test nào cả. Và bây giờ này, em sẽ cài được cái loa này hát nhá. Cái loa này hát hay nhá. Và bác sẽ nghe cái loa này. Bây giờ em sẽ cài cho các bác nghe này, nhìn này. Đây, không các bác lại không tin em này. Đây. Em sẽ cài cái lò này nó hát hay cho các bác xem này. Và đến lúc đó chúng ta sẽ được cái gì? Đây, sẽ cài luôn. Bác đợi em chút, em sẽ cài cái cấu hình đã. Rồi. Bây giờ em sẽ mở cái loa bên này các bác nha. Các bác nghe kỹ nha. Các bác nghe này. Đắp lên rất là hay đúng không ạ? Cái này là hay chưa? Ok đúng không? Đắp lên rồi. Đấy. Ok, tiếp lại lên đúng không? Bây giờ chúng ta nghe cái loa này này, không nghe được luôn này. Nó chói độ không nghe được, nó chói tai luôn. Cái này bây giờ em đảm bảo các bác cắm cái mic vào nó hú cho điếc tai luôn, cháy loa luôn. Đấy. Vậy tại sao các bác bảo là nếu các bác đấy em nói sơ sơ này đây. Bây giờ chúng ta vậy em cài. Đúng không ạ? Vậy em cài. Biết các nhà bác dùng cái loa gì mà cài. Mỗi một không gian nhá. Mỗi một cái nhà trên này này nó khác nhau nhá. Cái echo rồi vào tất cả mọi thứ đã nghe khác nhau rồi. Cái mic khác nhau rồi, cái chất âm mic ra cũng đã khác nhau. Cái loa khác nhau nó ra cho âm loa khác nhau. Cái vang các bác chỉnh khác nhau, nó ra tiếng hoàn toàn khác nhau, nó chẳng trùng một cái quái gì kìa. Chẳng trùng một cái quái gì kìa. Nên tại sao các bác bảo là cài rồi các bác phải cắm. Nhà em cắm cái loa này, em chỉnh các bác nha. Nếu em cắm một đồ này, em sẽ cài cho các bác này. Đồ này nghe hoàn hảo luôn. Nhưng vậy là các bác nó cắm chẳng ra cái trò gì cả. Không ra một cái trò gì hết đấy. Không ra cái gì luôn. Em nói thật đấy, nói bậy một chút nhưng thực sự em nghe nhiều người nói thực sự em rất bực mình. Các biết không? Con loa mắc tiền. Thì cái giải bass đó, hắn đánh được những cái giải bass thấp đúng không ạ? Những cái giải bass thấp. Thế khi mà chúng ta cài chúng ta sẽ cảm nhận những cái loa này đánh bass rất là hay thì chúng ta sẽ lấy những cái giải thấp. Cái giải 45Hz ấy, tăng lên thôi bác nói bác này. Những con loa nó đánh cái tiếng bass nó lực mà nó cực kỳ sâu, cực kỳ hay. Nhưng với những con loa rẻ tiền, các bác để cái giải 45Hz ấy, đánh trong trong cái nia đập cái thùng á. Bẹt bẹt bẹt. Bởi vì nó không đánh được cái giải đấy. Bởi vì chúng lo chúng ta lo rẻ tiền, nó không đánh được giải đó. Chúng ta phải cảm nhận ở được cái đầu các bác ạ. Khi cài vang nó đỡ được cái đầu. Chúng ta phải cảm nhận được cái lo này hắn đánh như thế nào. Như cái lo này sẽ tép mèo đúng không? Cái giải bát nó sẽ rất nó tép rất là cao. Nó cao quá thì chúng ta phải giảm tép lại. Giải bát nó không được dày thì chúng ta phải tăng cái giải bát dày bát của bát lên. Đấy là cái kinh nghiệm của chúng ta cài đặt. Cái con tép giấy này tép giấy thì nó sẽ yếu hơn cái tép kèm. Đúng không? Thì chúng ta phải tăng tép lên. Tăng tép lên. Đấy, chứ bây giờ nếu các em cứ cài đặt như thế này, bây giờ nếu các em cài đặt theo cái loa này thì các bác những cái người loa full về đích hát được. Mà em cài theo cái loa full đó, những người về cắm cái loa này vào nó chẳng ra cái giò gì cả. Tại sao các bác bảo là thằng nào dám nói là bảo là cài cái cấu hình nào cũng hát được. Chẳng cái cấu hình tiệt nào mà nó cắm cái vàng cái loa nào nó cũng hay được. Bốc dậy hết, bốc phét hết. Đi lừa người thôi. Cứ cũng cá những cái vàng mắc tiền nó bán. Trong khi đó cái người mua chẳng biết cái quái gì về vàng cả. Đấy, mất tiền oan thôi các bác ạ. Mất tiền oan nó thật đấy, mất tiền oan. Nó thật con vàng các bác mua được nhá, nhưng mà bán lại rất là khó. Bán nó thật là khó nhá. Mà bỏ vương giữ thì lại thì tức. Và bán đi thì lỗ. Trong khi những con vàng rất là vừa tiền, em luôn luôn tư vấn những khách hàng này. Những ai mà mua vàng của em nhá. Trên 2 triệu. Này em sẽ hỏi. Em sẽ hỏi em thật luôn. Không tin các bác gọi thử cho em mà coi. Nếu những người nào mà nói nha, anh cứ bán cho tôi con vàng ấy, x6, x8, x10 gì đó, bán lại cho tôi,
tôi xử lý cái đó, chuyện đó tôi bình thường đối với tôi, em không có mấy ý kiến gì nói về cái vấn đề, em bán ngay cho các bạn. Nhưng đối với những người khi nói chuyện với em nhé, em nghe điện thoại rồi, cái kinh nghiệm mà các bạn bán hàng kinh nghiệm mà. Em nghe cuộc điện thoại này biết ngay cái người này ngu ngơ chưa biết gì về vàng. Em bảo bác đã dùng vàng bao giờ chưa, bác có biết gì về vàng không? Em nói rất là rõ, những người mà bảo bác nên tham khảo kỹ trước khi mua, em vàng gì cũng có, mắc tiền em cũng có, rẻ tiền em cũng có. Nhưng các bác phải hiểu đây này, các bác luôn con vàng nó về làm gì, các bác có biết cài không mà các bác mua. Nếu các bác không làm chủ con vàng đấy, nó còn thu sai cái âm ly của thằng của thằng nhà tạo làm đấy. Còn nếu các bác mà tin em nghe em thì em sẽ tư vấn cho các bác trong vàng khác, vàng rẻ tiền nó dễ cài. Còn nếu các bác bảo là các bác tôi tin về khả năng của tôi thì em sẽ bán đấy. Còn những người mà mua những con vàng dưới 2 triệu em thoải mái lắm, các bác cứ mua đi. Trường hợp bí nhất nha, gọi điện Zalo á, em chỉ các bác cài cũng được luôn. Các bác bảo thiếu giải gì em tặng về đó. Nhưng mà với một con vàng mắc tiền nhá, nói các bác này, ví dụ như con vàng con trang trí phát này đi, hay là con vàng D4 này đi, em thật được các bác chứ, thằng cha nào chẳng chẳng bao giờ hắn chỉ có điện thoại được, không thằng nào nghe chỉ được hết ấy. Nó cực kỳ khó cài, nó rất là chi tiết và nó nhắc rất nhiều thứ để mà làm việc. Thế những con vàng này nó rất đơn giản đấy, nó chẳng có cái gì để mà khó khăn cả. Thế chúng ta phải hiểu vậy, chúng ta phải mua được những con vàng vừa tiền, thứ nhất không tốn tiền, thứ hai chúng ta phải làm chủ được con vàng. Nếu chúng ta không làm chủ được con vàng, giống như gia đình chúng ta không làm chủ được gia đình, xong rồi gia đình nó chẳng ra cái trò gì cả đấy. Thế thôi, chứ còn chúng ta đừng có nghe những thằng khác nó dúi dục, nó cố cái vàng gì nó bảo là vàng, cái mua vàng đó này nó cài sẵn cho về mà dùng. Em nói thật với các bác đầy, em chưa bao giờ em nói câu đó với khách hàng. Ai mua hàng em bảo vậy, em chỉ cài cho các bác ở tầm mức 7% là cao nhất. Nếu không may nhá, hên xui thì bọn em cài vào cái loa này nó trùng, cái chất âm cũng gần trùng trùng với loa của các bác á, thì về nó đặt vào tầm 80%. 80% là chúng bác thấy hay là ok, thế thôi. Nhưng mà nếu em mà thực tế ở trời các bác nhá, thì em sẽ làm cái loa nó lên hay được nữa. Đúng không ạ? Đó thì các bác không làm được thì các bác thấy như vậy đã chấp nhận được rồi, ok thì đó cũng được. Nhưng mà nếu mà ví dụ một cái người thợ mà ở cái nhà bác hiện tại đó, em sẽ căn chỉnh nó học hơn nữa thì nó còn hay hơn nữa. Đấy, nó còn hay hơn nữa. Ví dụ cái không gian nhà khác nhau nó đã khác rồi này. Cho dù một loại loa nhá, nhưng nói thật các bác này, cùng một cái loại loa, cùng một cái dàn karaoke mà em cài nhá, nhưng mà đến nhà khách hàng nhá, nó vẫn bị lệch, không bao giờ chính xác. Bởi vì cái nhà tầng nó sẽ khác, chất âm sẽ khác nhá. Cái nhà có cầu thang nó sẽ khác nhá. Cái nhà ngói sẽ khác, cái nhà tôn nó sẽ khác nhá. Cái độ vang, độ vọng nó khác hoàn toàn. Thế các bác phải hiểu vậy. Nên là đừng bao giờ bị lừa. Đừng bao giờ bị lừa. Đấy, chúng ta phải hiểu vậy nhá. Ai nói gì kệ. Chúng ta cứ phải thực tế. Ai có mua lại nào thì cứ alo em. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta phải chấp nhận. Nó không biết thì chấp nhận, chúng ta dùng những loại vừa tiền thôi. Thứ nhất chúng ta vừa nâng cao tầm cái khả năng của mình lên. Thứ hai ấy, là mình làm chủ được con vang. Nó thật bác, con vang nào nó cũng hay rồi đấy, nó không phải là bèo đâu. Hầu như con vang số nào nó cũng có cái hay của nó. Nếu chúng ta làm chủ được con vang đó, chúng ta khai thác được hết cái hay của con vang đó, con vang nó cũng các bác cũng ứng hết đấy. Thật đấy. Còn chúng ta khi mức độ cao cấp nhá, những con vàng mắc tiền nó không phải nó sinh ra là mất đi đâu các bác ạ, không phải con vàng mắc tiền nó sinh ra nó mất đi đâu, nó một cái sai lầm. Đừng không dám nói là bảo vàng số nó cũng hay bằng vàng rẻ tiền, nó cũng hay bằng vàng số nha, vàng cao tiền nha. Không, em không nói điều đó nha, em không nói điều đó. Bởi vì thế này này, nếu các bác làm chủ được con vàng hết cỡ, chỉnh hết cỡ con vàng này, một con vàng rẻ tiền thì nó ví dụ nó hay đến mức độ 80%, thì một con vàng mắc tiền em cài hết cỡ của nó em có thể lên được 100%. Đấy, nó khác nhau nha, nó vẫn khao có một cái đẳng cấp khác nhau nha. Nhưng nếu một con vàng rẻ tiền em cài hết cỡ của nó, và một con vàng mắc tiền mà không cài được hết cỡ của nó, thì nó cái vàng này nó hay hơn nhiều, nó hay gấp rất là nhiều các bác nhé. Còn con vàng mắc tiền nó dùng ở đâu? Những vàng mắc tiền nó dành cho những thợ chuyên nghiệp, những người xếp ấp âm thanh chuyên nghiệp, người ta có khả năng cài cảm nhận thực tế thì nó mới hay được các bác nhé. Thực tế các bác mới hay được nhé. Và cái thứ hai là những con vàng đó nó sẽ chuyên sâu, nó cài được chuyên sâu mà nó thể cắt được hú. Có nghĩa là chúng ta cắt ở những phòng karaoke, bởi vì phòng karaoke các bác biết là bây giờ tầm một cái 6-7 loa không à, 6 cái loa full to đùng đi, phòng này nhỏ, một cái sub kép 50. Nếu mà một cái vàng không chi tiết, không cài đặt khó như những vàng D4 chẳng hạn kìa, thì không bao giờ cắt hú được, cực kỳ khó các bác nhé. Cài đặt phòng karaoke rất là khó, nó khó hơn những cài đặt những cái gia đình nhiều lắm. Chính vậy phải dùng những cần những con vàng đó. Còn gia đình chúng ta đấy, không gian nó rộng, rất khi ít hú. Nếu những con vàng này các bác thì sử dụng thoải mái đi, không phải lo. Hơn triệu thôi, vứt, không thích vứt, vứt đi, không tiếc.
bỏ được 3-4 triệu, 5-6 triệu một con vàng. Ai dám vứt? Đỗ bác dám vứt đây. Tiền nó cả chứ ít đâu. Đấy thì chúng bác cũng phải hiểu được điều đó, em rất là chân tình. Em nói đây, ai ném đá em cũng được. Có thể những người mà buôn bán hàng cùng với em có thể là người ta sẽ ném đá em. Mà kệ, đó là cái em nói cho khách hàng hiểu. Còn ai thích tin em thì tin. Bác nha. Thôi cảm ơn các bác nhé. Những bác nào đang còn lăn tăn gì thì cứ ném đá thoải mái. Em không vấn đề gì cả. Còn em đây em nói thì cái thứ nhất cái này là cái tâm của em mà em không muốn điều đó. Rất là nhiều người thực sự có những khách hàng em nóng tính đấy bác ạ. Người ta cứ đâm đầu vào các bạn bắt tôi phải bán được cái này trong khi người ta chẳng biết cái gì cả. Em tức cái nỗi em chửi luôn á. Em thật các bác. Em có vàng, em có đủ hết nhưng em không bán. Em không có điều. Nếu các bác nào bảo em nó sợ em thề ra đường chết. Có những người thực sự người ta ngu ngơ lắm mà nói không được, cứng đầu cực kỳ luôn. Em có vàng em bảo không còn không bán nữa. Bởi vì em biết này, bán những con vàng đó như người ta, ví dụ con D4 này mà người ta không biết đấy. Người ta còn làm khổ em cả tháng trời. Thật với bác ấy, làm tội em đến chết thôi. Người ta về không cài được, cái khi người ta mua được người ta vậy á. Nhưng khi về không cài được, ui trời vàng thế này thế kia. Cháu chán đổi cho tôi cái khác thế này. Thật với các bác, gửi được gửi lại 3-4 lần. Thật đấy, em thà không bán, em còn được cần tiền công. Chứ em bán ra em lỗ luôn á. Tiền gửi đi cái lại em lỗ luôn á. Mà suốt ngày phải đi giải quyết với cái người đó mệt lắm. Ta lăn cằn nhằn suốt ngày á. Đấy thì các bác hiểu rồi đó. Thôi chào các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì cần gì thì cứ alo em thôi. Hoặc là những cần gì góp ý thì chúng ta cứ nói công khai trên đây. Em tất cả đều ok. Không có đề gì cả nhé. Thôi chào các bác.